Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đang dành thời gian theo dõi chương trình Sống và Làm Việc theo pháp luật của Đại Hà Nội. Mở đầu chương trình là những thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ, giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 6% vào năm 2025, giảm bớt công suất phụ tài đỉnh của hệ thống điện quốc gia thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện ít nhất 1,5 trăm MW vào năm 2025. Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 đến hết năm 2021, Cục Đường bộ Việt Nam đã thực hiện thí điểm thành công đưa hai bộ cân xe tự động tốc độ cao do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ tại Quốc lộ 5 để kiểm soát xử lý xe quá tải. Trong thời gian thí điểm, tỷ lệ bình quân số lượt xe chở quá tải bị xử phạt trên số lượt xe đã cân giảm từ 6,9% xuống còn 0,12%, giảm 57,5 lần. Cục Đường Bộ nhận định quá trình hoạt động cho thấy các bộ cân xe tự động kiểm soát tự động 24 trên 24 giờ trong mọi điều kiện thời tiết, giám sát 100% số lượng xe chạy qua đoạn đường đặt thiết bị cân. Dữ liệu cân xe được gửi đến cơ quan có thẩm quyền như thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông để phạt nguội hoặc kiểm tra, xử phạt trực tiếp ở vị trí phù hợp. Cục Đường Bộ Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho lắp chạm cân xe tự động, động tại các dự án đường cao tốc đang triển khai thi công để kiểm soát xe quá tải hiệu quả hơn. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua hơn một tháng triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp dán quảng cáo trái pháp luật. Công an quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã tổ chức 214 lượt gia quân tháo rỡ, bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, khôi phục mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý, giám sát, không để tái diễn hành vi dán, vẽ quảng cáo sai quy định. Đặc biệt, từ thông tin trên tờ rơi quảng cáo, Công an các địa phương đã lên danh sách 367 số điện thoại liên quan cho vay tài chính với gần 50 đối tượng nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng đen để xác minh và khởi tố 6 vụ trên 32 bị can. Thưa quý vị, quy trình công nhận bệnh binh được hướng dẫn tại thông tư số 14 năm 2023 của Bộ Công an, hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với những người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Công an. Cụ thể, quy trình công nhận bệnh binh trong Công an Nhân dân thực hiện như sau. Cá nhân làm đơn đề nghị và kèm theo một trong các giấy tờ quy định tại khoản 3 điều 48 Nghị định 131-2021 NDCP, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6 năm 2023, gửi đến công an đơn vị địa phương nơi cán bộ chiến sĩ công tác trước khi xuất ngũ thôi việc. Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, công an đơn vị địa phương kiểm tra, xác lập, hoàn thiện các giấy tờ theo quy định, cấp giấy chứng nhận bị bệnh và hồ sơ gửi đến hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật đối với trường hợp đủ điều kiện. Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định y khoa, công an đơn vị Địa phương có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị công nhận bệnh binh gửi đến Cục Tổ chức cán bộ. Cục Tổ chức cán bộ trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ có trách nhiệm thẩm định, ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp phụ cấp ưu đãi theo quy định và chuyển hồ sơ kèm theo quyết định, giấy chứng nhận về công an đơn vị, địa phương nơi lập hồ sơ đề nghị để di chuyển hồ sơ đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi bệnh binh thường trú. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa biên tập viên Ánh Dương và luật sư Nguyễn Ngọc Hùng trong chuyên mục Đúng hay sai để cùng tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc chia tài sản. Kính thưa quý vị và các bạn, việc phân biệt giữa con trai với con gái trong việc chia tài sản là một hiện tượng khá phổ biến trong thời đại hiện nay. Cũng vì vậy mà đã nảy sinh tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp dẫn tới khởi kiện trong chia tài sản thừa kế để giúp quý vị và các bạn có những kiến thức pháp luật xung quanh vấn đề này trong mục đúng hay sai ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay luật sư nguyễn ngọc hùng văn phòng luật sư kết nối đoàn luật sư thành phố hà nội vâng xin chào mc ánh dương và xin kính chào quý khán giả của truyền hình hà nội trước hết xin mời luật sư và quý khán giả theo dõi một đoạn clip tình huống sau đây Gia đình chị Hát có 8 người, trong đó có 7 chị em gái và một cậu em trai tên Y. Khi còn sống, bố mẹ đã tặng cho và sang tên toàn bộ đất đai cho em trai chị H. Hiện nay, em trai không cho các chị gái về thờ cúng, thậm chí còn đuổi các chị em gái đi. Trong trường hợp này, chị H và các chị em của chị H muốn kiện chia di sản là đúng hay sai? Dạ bằng Thư luật sư, việc chị H và các chị em của chị H muốn kiện chia di sản là đúng hay sai ạ? Trong trường hợp này, chị H và các chị em của chị H muốn chia tài sản là không đúng. Bởi lẽ theo quy định của Bộ luật dân sự thì hợp đồng tặng cho về bất động sản đã hoàn thành kể từ thời điểm mà người em trai của chị hát đã đăng ký công chứng và ký hợp đồng công chứng và đăng ký tại cơ quan nhà nước, nước để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền đất và bàn giao tài sản là cái thời điểm mà em trai đã được công nhận một cách hợp pháp về quyền sử dụng tài sản và trường hợp này thì tài sản không còn là di sản thừa kế nữa vì vậy chị hát và các chị em của chị hát nếu như có khởi kiện thì tòa án sẽ bác đơn khởi kiện và không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị hát trong trường hợp này dạ vâng thưa luật sư vậy nếu chị hát và chị em chị hát vẫn muốn nộp đơn ra tòa án thì là đúng hay sai ạ À, thực tế khi mà luật sư chúng tôi tham gia những cái vụ án như thế này thì cái quyền khởi kiện của các đương sự là có quyền khởi kiện nếu như cho rằng các quyền và nghĩa vụ của mình bị xâm phạm và chị hát đang cho rằng là người em trai đang xâm phạm về cái quyền thừa kế của mình khi mà độc chiếm toàn bộ tài sản của bố mẹ để lại và chị hát có quyền khởi kiện ra tòa án tuy nhiên cái việc chấp nhận cái yêu cầu khởi kiện này hay không thì phải tòa án phải xem xét đánh giá trên hồ sơ thực tế và trên cơ sở hồ sơ thực tế thì chúng ta thấy rằng là giấy chứng nhận quyền đất đã hiện nay đã mang tên người em trai thì chị hát nếu như có khởi kiện ra tòa án thì tòa án sẽ bác đơn và đình chỉ giải quyết do trường hợp này tài sản thực tế đã không còn. Dạ vâng luật sư có khuyến cáo gì xung quanh vấn đề này ạ? À, liên quan đến cái vấn đề này đây là những góc độ về tình cảm gia đình rất nhiều gia đình với tư tưởng là trọng nam khinh nữ và đã ký tất cả những cái giấy tờ tặng cho cho người con trai trong khi người con gái lại không được bất cứ một cái tài sản nào rất thiệt thòi cho người con gái vì người con gái của họ cũng là cái người mà về một quan hệ huyết thống cũng là anh chị em và pháp luật việt nam thì chúng ta hoàn toàn bình đẳng giữa nam và nữ vì trường hợp này thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là những cái người làm cha làm mẹ chúng ta có thể nhìn nhận để làm sao mà đảm bảo ít nhất một phần quyền lợi cho cái người con gái Hy vọng những giải đáp vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm những kiến thức pháp luật xung quanh lĩnh vực này. Phần cuối chương trình ngày hôm nay như thường lệ là câu hỏi kiến thức dành cho khán giả. Anh hát là thợ sửa chữa điện. Anh trèo lên cột để sửa chữa điện và dựng xe máy loại lít mới mua có giá trị khoảng 40 triệu đồng ở rìa đường nhưng quên không rút chìa khóa. Anh xe đi qua thấy vậy, liền tiến đến xe máy của anh hát, gạt chân chống xe, ngồi lên xe, nổ máy xe phóng đi. Anh hát ở trên cột điện nhìn thấy anh C lấy xe máy của mình thì lên tiếng: "Xe của tôi, sao anh tự tiện sử dụng?" Anh C vẫn mặc nhiên điều khiển xe chạy. Trong tình huống này, anh C sẽ bị xử lý như thế nào? Chương trình sống và làm việc theo pháp luật ngày hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.